Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bóng Đá Today. Đừng quên ấn like và ấn chuông để cập nhật những thông báo mới nhất của Bóng Đá Today hàng ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, những thông tin mới nhất về bóng đá trong ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Cổ động viên Man United phát sốt với sợ với Alex Telles. Ronaldo âm tính Covid-19, sẵn sàng trở lại. Mesut Ozil tố cáo Arsenal phản bội. Choáng, Quỷ Đỏ ngày càng kiệt quệ với khoản nợ khủng. Lần đầu ra sân trong màu áo mới Man United, Alex Telles để lại dấu ấn tốt nhờ khả năng tạt bóng và đá phạt góc với độ chính xác cao. Cầm bế nhà hát của những giấc mơ trong ngày cuối cùng phiên chuyển nhượng hè với mức phí 15.400.000 bảng, Alex Telles được xem là phương án bổ sung chiều sâu đội hình Quỷ Đỏ, đặc biệt bên hành lang cánh trái. Mới bước sang tuổi 27, Telles đang trong giai đoạn độ chín sự nghiệp. Hậu vệ cánh trái người Brazil được đánh giá rất cao ở kỹ năng tạt bóng ở tốc độ cao. Mùa trước, Alex Telles đã có 12 đường kiến tạo cùng 13 pha lập công trong màu áo Porto. Trong màn ra mắt trên sân công viên Các Hoàng Tử, Telles được huấn luyện viên Solskjaer bố trí vai trò wingback chạy cánh trái, đá ngay trên lúc sò. Cầu thủ người Brazil không hề tỏ ra bỡ ngỡ, thậm chí chơi tốt với 8 quả tạt bóng cùng 3 pha kiến tạo cho đồng đội quãng 67 phút có mặt trên sân. Twitter Man United Dodge hào hứng. Telles tạt rất tốt và đá phạt góc cũng hay. Đây là màn hợp đồng chất lượng, một vũ khí mới tăng thêm các miếng tấn công cho Man United. Tài khoản Gen Skonski thì hưởng ứng. Thật háo hức mong được xem nhiều trận đấu có Telles. Đây là cầu thủ đặc biệt với những quả tạt xoáy có độ chính xác cao. Cristiano Ronaldo đón nhận thông tin tích cực liên quan đến tình hình sức khỏe sau khi anh mắc Covid-19. Ronaldo có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 được công bố chính thức vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại Italia, một bệnh nhân Covid-19 chỉ cần cách ly tối thiểu 10 ngày thay vì 14 ngày như hầu hết các nơi khác trên thế giới và có kết quả xét nghiệm lại âm tính lần thứ 2 trở đi là sẽ được tái hòa nhập cộng đồng. Giao thức phòng chống dịch Covid-19 của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng chỉ rõ một cầu thủ nhiễm bệnh này vẫn có thể tham dự cúp châu Âu nếu được khai báo lâm sàng khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm lại âm tính trong vòng một tuần trước trận đấu ở đấu trường này. Theo nhật báo thể thao nổi tiếng nước Ý Corriere dello Sport, Ronaldo đã vừa có kết quả âm tính trong buổi xét nghiệm hôm 21 tháng 10. Lượng virus SARS-CoV-2 còn sót lại trong cơ thể siêu sao này về cơ bản đủ thấp để khiến cho khả năng anh lây bệnh cho người khác gần như bằng không. Ronaldo cũng không cho thấy triệu chứng sức khỏe đáng ngại nào từ bản thân kể từ khi anh được công bố mắc Covid-19 hôm 13 tháng 10. Dù vậy, tờ Corriere dello Sport nhấn mạnh Ronaldo vẫn phải nín thở chờ đợi kết quả xét nghiệm lại vào ngày thứ 6, ngày 23 tháng 10, khi anh hoàn tất tối thiểu 10 ngày tự cách ly. Nếu đến thời điểm đó, Ronaldo lại có kết quả âm tính lần nữa với virus SARS-CoV-2, anh sẽ được tuyên bố khỏi bệnh. Khi đó, CR7 chắc chắn vẫn đủ điều kiện để góp mặt trong đội hình Juventus tiếp đón Barca và Messi ở trận đại chiến lượt trận thứ 2, bảng G, Champions League vào ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, nếu Ronaldo lại dương tính ở lần xét nghiệm tới, anh sẽ phải lùi lại thời điểm tái xuất. Mới đây, trên trang mạng xã hội Twitter, người hâm mộ đã không khỏi bất ngờ khi thấy Ronaldo xuất hiện với một diện mạo ngỡ ngàng với mái đầu húi cua. Đây có thể là cách siêu sao 35 tuổi này chuẩn bị tinh thần trước khi trở lại thi đấu sau quãng thời gian điều trị Covid-19. Tiền vệ Mesut Ozil phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh anh với phát biểu mới đây nhằm vào cách hành xử của Arsenal. Mới đây, Ozil đã bị huấn luyện viên Mikel Arteta gạch tên khỏi danh sách đăng ký 25 cầu thủ Arsenal tham dự Ngoại hạng Anh 2020-2021. Điều này đồng nghĩa với việc Ozil không thể thi đấu cho Arsenal cho đến tháng 2 năm 2020, thời điểm các đội bóng được bổ sung quân số. Trước đó, tiền vệ người Đức bị gạt ra khỏi danh sách tham dự Europa League của pháo thủ. Trong một chia sẻ mới đây, huấn luyện viên Arteta khẳng định việc loại Ozil là lý do thuần túy chuyên môn do cầu thủ này bị cho là không đảm bảo được thể lực. Tuy nhiên, đích thân Ozil đã phủ nhận điều này. Tôi không thể tiết lộ cuộc nói chuyện riêng giữa tôi và luyện viên, nhưng biết rõ cơ thể của mình. Trước khi giải đấu tạm hoãn, tôi đủ sức đá tất cả các trận đấu và sau đó cũng vậy. Ngoài chấn thương nhỏ, tôi không gặp vấn đề gì. Và trong thông tin được đăng tải mới nhất tối ngày 21 tháng 10 theo giờ Hà Nội, Ozil đã có một bức tâm thư đầy cảm xúc gửi đến Arsenal và các cổ động viên đội bóng, bày tỏ sự bất mãn và buồn bã của anh với cách hành xử của Arsenal. Thật khó để nói những lời này với các cổ động viên. Tôi thực sự thất vọng vì không được đăng ký tham dự Ngoại hạng Anh, Ozil viết. Khi ký hợp đồng vào năm 2018, tôi đã cam kết về lòng trung thành với câu lạc bộ nhưng không được đáp lại. Mọi người thấy đấy, thật khó để giữ được lòng trung thành ở thời đại này. Tôi luôn cố duy trì thái độ lạc quan từ tuần này sang tuần khác để có thể thi đấu bình thường trở lại.
đó là lý do tôi luôn giữ im lặng. Trước giai đoạn bóng đá tạm hoãn vì Covid-19, tôi thực sự hài lòng vì sự phát triển của câu lạc bộ dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi khi tôi không còn được trọng dụng nữa. Ở phần cuối bức thư, Ozi nhắn nhủ tới các cổ động viên rằng anh sẽ tiếp tục nỗ lực chứng tỏ mình trong các buổi tập và hứa sẽ chiến đấu để tìm lại vị trí tại Arsenal. Được biết, hồi tháng 9 vừa qua, Ozi vừa bỏ túi thêm 8 triệu bảng, khoảng hơn 240 tỷ Việt Nam đồng, tiền thưởng trung thành từ Arsenal. Đây là một điều khoản trong hợp đồng mà ngôi sao người Đức ký với Arsenal hồi tháng 1 năm 2018. Hiện Ozi cùng Pierre-Emerick Aubameyang là hai cầu thủ nhận lương cao nhất của Arsenal, lên đến 350.000 bảng một tuần. Man United đang phải gánh khoản nợ khổng lồ vì ảnh hưởng từ Covid-19, qua đó bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ nhiều bom tấn ở kỳ chuyển nhượng hè 2020. Man United vừa công bố bản báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 với những số liệu đáng báo động. Cụ thể, khoản nợ của quỷ đỏ tăng 132,9% so với cùng kỳ năm ngoái, 203 triệu 600 nghìn bảng và chạm mốc 471 triệu 100 nghìn bảng. Còn doanh thu giảm 19%, từ 627 triệu 100 nghìn bảng xuống còn 509 triệu bảng. Lý do khiến khoản nợ này phi mã không gì khác ngoài ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Bên cạnh Man United, các câu lạc bộ châu Âu cũng sụt giảm nghiêm trọng doanh thu tiền bản quyền truyền hình, bán lẻ và bán vé. Các sân vận động không cho phép khán giả vào sân, ngay cả khi bóng đá trở lại. Theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford thất thu 256 triệu bảng suốt 12 tháng qua vì các khoản trên. Bên cạnh chi phí mua cầu thủ, điển hình như thương vụ 90 triệu bảng mua Harry Maguire từ Leicester City, 46 triệu 600 nghìn bảng mua Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon, cùng sự biến động của tỷ giá đồng bảng so với đô la Mỹ. Yếu tố tích cực duy nhất trong bản báo cáo tài chính của Man United có lẽ là điều khoản hợp đồng thêm 6 tháng, trị giá 11 triệu bảng với nhà tài trợ áo đấu. Trong báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2020 được công bố hồi tháng 5, Man United ghi nhận khoản nợ tăng 42%, trong đó nợ dòng tăng 127 triệu 400 nghìn bảng lên 429 triệu 100 nghìn bảng, doanh thu giảm hơn 30 triệu bảng. Đặc biệt, doanh thu bản quyền truyền hình giảm 41,9%, khiến quỷ đỏ lỗ 23 triệu 200 nghìn bảng ở mùa giải 2019-2020. Trước thời điểm Covid-19 xuất hiện, ban lãnh đạo quỷ đỏ dự báo doanh thu của đội bóng trong năm 2020 sẽ đạt từ 560 triệu bảng tới 580 triệu bảng. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, Man United gây thất vọng tràn trề khi không mang về được bản hợp đồng nào đáng chú ý, ngoại trừ Donny van de Beek với 44 triệu bảng và những tân binh giá rẻ, miễn phí. Rõ ràng, thiệt hại kinh tế khiến ban lãnh đạo đội bóng tỏ ra thận trọng. Đó cũng là lý do khiến họ kỳ kèo từng xu, thất bại trong thương vụ Jadon Sancho khi phía Dortmund đòi tới 108 triệu bảng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn chú ý lắng nghe, theo dõi bản tin mới nhất về bóng đá của Bóng Đá Today. Và hãy nhớ like, share video này để nhiều người hơn nữa có thể cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất đến từ Bóng Đá Today. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!